Hello mọi người, quay trở lại với channel của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người là ba cái công cụ để giúp cho mọi người có thể tạo được một cái video hoàn chỉnh để các bạn thể là gắn liên kết sản phẩm và các bạn bán hàng làm tiếp thị liên kết kiếm tiền ở trên nền tảng TikTok Shop. Thì về vấn đề mà làm tiếp thị liên kết ở trên nền tảng TikTok Shop là mình cũng có khá là nhiều cái video mình chia sẻ cho mọi người rồi. Các bạn có thể là vào cái kênh mình, các bạn tìm lại những cái video đó để các bạn xem nha mọi người nha. Thì cái làm tiếp thị cái này không phải là đơn giản, cho nên là các bạn muốn tìm hiểu bạn làm thì chúng ta phải cần tập trung và các bạn phải cần bỏ một ít thời gian để bạn tìm hiểu về cái nền tảng mà chúng ta xác định chúng ta làm trước nha mọi người nha. Rồi, và những cái video trước đó mình cũng luôn nói với mọi người là chúng ta làm tiếp thị liên kết ở trên TikTok Shop á, là chúng ta sẽ có hai cái hướng đi và các bạn phải cần xác định ngay từ ban đầu, hoặc là các bạn nào mà có nhiều thời gian các bạn làm song song cả hai cũng được. Cái hướng đầu tiên là chúng ta sẽ làm content, có nghĩa như là chúng ta phải cần có sản phẩm mẫu, hay là chúng ta tự đi mua, hay là tự đi xin gì đó thì tùy mọi người, và chúng ta tự quay video, chúng ta tự sáng tạo ra cái video đó, thì cái video đó là của chúng ta. Thì cái hướng này là cái hướng làm content và nó cực kỳ phát triển và chúng ta sẽ làm cực kỳ bền vững và lâu dài luôn, tại vì video mà chúng ta tự quay mà tự sáng tạo ra mà, rồi đó là của cái bản quyền của chúng ta rồi. Rồi cái hướng thứ hai đó chính là chúng ta sẽ làm bán content, có nghĩa như là chúng ta sẽ không có sản phẩm mẫu, các bạn sẽ đi lấy những cái hình ảnh mẫu hay là những cái video đã có sẵn rồi, chúng ta về chúng ta cắt ghép, chúng ta làm sao mà tạo ra thành một cái video mới, và chúng ta phải cần có sáng tạo nha mọi người nha. Chứ cái kiểu như các bạn đi lấy cái video sẵn và các bạn về bạn đăng lên thì chắc chắn nó sẽ bị vi phạm và nó sẽ không có đề xuất cao đâu. Quan trọng nhất là cái kỹ năng mà các bạn edit video đối với những bạn làm cái bán content này đó mọi người nha. Quan trọng là kỹ năng là chỉnh sửa video đấy. Thì đây là cái kênh TikTok của mình, thì mình có áp dụng mình làm, tuy nhiên người Hoa Hồng nó vẫn gọi là có được nhưng mà nó sẽ không cao đâu, nhưng mà cũng khá là ok rồi. Thì các bạn sẽ cố gắng bạn làm từ từ. Thì chúng ta làm một vài video thì có thể là nó sẽ không được có view nhiều, kiểu như là không được lên xu hướng. Thì khi mà chúng ta mới làm thì bạn phải cần kiên trì, giống như là cái kênh của mình á, mình làm đâu đó đăng tầm khoảng là vài video đến một chục video luôn thì nó chỉ có view tầm khoảng là 200-300 view thôi và nó không có đơn hàng nhiều, nó có thể là loanh quanh một hai đơn. Và mình cố gắng mình sản xuất càng nhiều video á thì tự nhiên á là có một thời gian là những cái video cũ nó vẫn được lên xu hướng và nó có thể là đẩy lên và mình vẫn có đơn đều đều như mùa nha. Đó, tại vì khi mà những cái sản phẩm đó nó hot trở lại thì cái video đó tự nhiên nó cũng sẽ có view trở lại luôn. Cho nên các bạn cố gắng bạn làm nhiều và các bạn phải kiên trì, chứ đừng nghĩ là một ba video là mình sẽ có đơn hàng nhiều nha mùa nha các bạn. Rồi, nếu như bạn nào là người mới thì bạn hãy ủng hộ mình một like video này cũng như là ủng hộ mình một đăng ký kênh nha. Và nếu như các bạn nào là người mới, các bạn chưa biết về tiếp thị liên kết ở trên nền tảng TikTok Shop là như thế nào, các bạn hãy vào lại cái kênh của mình và các bạn tìm xuống giúp mình một cái video này. Cái video nó có cái tiêu đề là hướng dẫn làm tiếp thị liên kết kiếm tiền trên TikTok Shop này mùa nha. Cái video dài 20 phút 12 giây. Rồi còn nếu như bạn nào đã biết cách làm rồi mà các bạn đang gặp vấn đề về mở giỏ hàng trên đây như thế nào thì các bạn hãy kéo xuống nữa, các bạn tìm đến cho mình cái video này là cách đăng ký đây, cách đăng ký TikTok Shop mở giỏ hàng làm tiếp thị liên kết, cái video dài 12 phút 30 giây này mọi người nha. Đó, thì hai video này đã hướng dẫn cho mọi người rất là chi tiết rồi. Rồi bây giờ đầu tiên thì bạn phải cần tải cho mình ba cái công cụ này về điện thoại. Thì các bạn sẽ mở cái con ứng dụng ở trên điện thoại mọi người lên và mọi người sẽ tải cho mình cái công cụ đầu tiên, nó có tên là 1688. Mọi người cứ gõ cho mình là 1688 là được mọi người nha. Thì công cụ này nói chung là cũng khá là quen đấy. Đây, cái ứng dụng này nó có tên là 1688 nè, các bạn chỉ cần là tải về là được. Và cái này sử dụng miễn phí và các bạn cũng không cần phải đăng ký tài khoản đâu. Đây, mình sẽ mở lên để cho mọi người xem. Đó, thì nó vẫn yêu cầu mình đăng ký tài khoản đăng nhập nè. Đó, cho nên mình cứ quay trở lại thôi, mình cứ sử dụng bình thường nha mùa nha. Có nhiều bạn hỏi là nó yêu cầu bắt đăng ký đăng nhập này nọ, cho nên là mình cũng không biết đó, tại vì mình sử dụng là không cần đăng nhập vẫn sử dụng được bình thường nha mọi người nhé. Bây giờ quay trở lại, các bạn tải cho mình cái công cụ thứ hai, nó có tên là Singin. Mọi người chỉ cần là gõ cho mình cái từ là Singin nha. Đây, Singin, rồi mọi người sẽ tìm kiếm thì nó sẽ ra đây cái app này. Cái app này nha mọi người nha, nó có cái nền màu đỏ và có cái chữ tiếng Trung màu trắng như này, và mọi người mở lên giúp mình nha. Sau đó mà mọi người mở lên và mọi người sẽ đăng ký tài khoản. Ở đây thì mình chỉ cần là có một cái số điện thoại là các bạn sẽ đăng ký được rồi. Rồi bây giờ các bạn bấm vô chữ là login màu đỏ nha. Cái này các bạn nhớ sử dụng trên điện thoại mới đăng ký được. Rồi sau đó các bạn sẽ nhập số điện thoại vô, thì các bạn nhớ là Việt Nam thì mình sẽ chọn cái mã dùng sẽ là +84. Các bạn sẽ kéo xuống gần ở phía dưới giúp mình. Các bạn cứ kéo hết xuống phía dưới đi. Rồi đây bạn sẽ thấy được là cái mã +84 nè, chọn vô. Rồi sau đó mình sẽ nhập cái số điện thoại vô ha. Tiếp theo thì bạn sẽ tích vô cái ô nhỏ nhỏ dưới đây giúp mình nè, nó có ô nhỏ mình tích vô rồi mình bấm vô chữ là login. Ok, thì bây giờ nó sẽ gửi một cái mã code về số điện thoại mà các bạn đã nhập vô, thì các bạn sẽ đợi nha. Rồi sau đó mình sẽ nhập vô ha, 154121 đó, thì nó đã gọi trực tiếp về luôn. Đó, sau đó mà các bạn chỉ cần nhập vô là được. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái giới tính thôi. Rồi tiếp theo thì đây người ta sẽ chọn cái độ tuổi, thì bạn nhớ là chọn làm sao mà trên 18 tuổi là ok rồi nha. Đó, miễn sao trên 18 tuổi là được rồi. Ok, ở đây thì bạn cứ chọn đại đi. Rồi như vậy là xong, là các bạn đã đăng ký thành công một cái tài khoản của Singin rồi. Rồi tiếp theo đến công cụ thứ ba, cái công cụ cuối cùng và công cụ này cực kỳ quan trọng luôn, đó chính là CapCut. Thì cái này cũng khá là quen thuộc đúng không? Nếu như bạn nào chưa có thì mọi người tìm cho mình là CapCut
Cút rồi mọi người sẽ tải nó về. Đây là một cái công cụ để giúp cho mọi người là edit chỉnh sửa video, và cái quan trọng nhất là cái này nó dựa vào kỹ năng đó. Các bạn nào mà có kỹ năng chỉnh sửa video tốt thì mọi người sử dụng cái này chỉnh sửa thì cái video của mọi người đó, nó có thể là lên xu hướng hay không là cũng quan trọng một phần vào trong cái phần mà chúng ta chỉnh sửa video nữa đó. Rồi sau khi mà mình đã tải ba công cụ này về điện thoại rồi, bây giờ tiếp theo các bạn phải cần tìm cho mình một cái sản phẩm mà các bạn xác định muốn làm tiếp thị liên kết. Bây giờ các bạn lên cho mình là TikTok Shop rồi bấm vô mục là sàn sản phẩm, thì đây các bạn có thể là tìm sản phẩm bất kỳ tùy theo ý của mọi người, có thể như là thời trang nam, thời trang nữ, nước hoa hay là mỹ phẩm gì đó thì tùy đó. Mọi người sẽ tìm cho mình một cái để bạn lấy cái hình ảnh mẫu nha mọi người nha. Rồi ở đây ví dụ mình sẽ chọn cái sản phẩm này đi mọi người nha, cái đèn pha lê này. Rồi mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ bấm vô mình xem là cái tỷ lệ hoa hồng là bao nhiêu. Thường thì mình xem là tầm khoảng là 10% trở lên là ok rồi. Rồi bây giờ mình phải cần là lưu cái hình ảnh này về, đó mình sẽ chụp màn hình lại, mình lưu về á để mình đi tìm cái hình ảnh dựa trên sản phẩm này cũng như là những cái đoạn video dựa trên sản phẩm này ha. Rồi sau khi mà bạn đã có hình ảnh rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở cái công cụ 1688 lên giúp mình nha. Rồi các bạn mở lên xong á thì bạn để ý là ở trên cái khung tìm kiếm nó có cái biểu tượng máy ảnh nè, là cái này là cái tính năng là tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh á, sau đó bạn sẽ tải hình ảnh mà các bạn vừa lưu về là được. Rồi thì nó sẽ tự động nó sẽ ra những sản phẩm tương tự mà cái hình các bạn tải lên á. Đây ví dụ như mình sẽ bấm vô cái sản phẩm này để mình xem đó. Rồi các bạn sẽ kéo xuống bên dưới nè thì các bạn sẽ thấy được nó có những cái hình ảnh về sản phẩm này á. Rồi nó sẽ có khá là nhiều hình ảnh á, các bạn mà muốn lưu về thì bạn chỉ cần là ấn giữ cái hình ảnh này ha. Đây rồi mọi người sẽ chọn cái dòng đầu tiên là bạn lưu về là được nha. Còn bây giờ nếu như mà mình muốn tìm video á thì mình sẽ kéo lại lên trên đó, thì thường mình làm thì mình sẽ copy cái tên sản phẩm này, cái tên tiếng Trung á, các bạn kéo lên cái dòng chữ đậm đậm là cái tên sản phẩm đó, mình sẽ ấn giữ là mình sẽ copy. Rồi sau đó các bạn sẽ quay qua bên cái app là Shein giúp mình nha. Rồi sau đó mình bấm vô cái ô tìm kiếm nè ha. Rồi sau đó mình sẽ dán vô, mình sẽ dán cái tên sản phẩm bằng tiếng Trung vô ha. Rồi mình bấm chữ tìm kiếm là được. Đó thì nó sẽ có những cái sản phẩm. Tuy nhiên là không phải sản phẩm nào nó cũng có trên đây. Nếu như sản phẩm nào không có thì thôi bạn hãy là sử dụng cái sản phẩm khác để bạn tìm nha. Đó. Ở đây ví dụ như mình sẽ bấm vô đây mình xem. Ví dụ như có một số sản phẩm nó có tiếng Trung á thì mình có thể là tải về rồi mình sẽ cắt bỏ những cái đoạn đó ra, hay là mình đè cái tiếng Việt lên cũng được nha. Rồi bây giờ muốn lưu thì mình chỉ cần là ấn giữ. Rồi nó sẽ có chữ save này, mình bấm vô chữ save này thì mình tải về được nha. Rồi nó sẽ có khá là nhiều video á, các bạn có thể là tải tầm khoảng là ba bốn cái về, và sau đó các bạn sẽ lấy mỗi cái một đoạn ngắn và bạn ghép lại thành một cái đoạn video hoàn chỉnh, là như vậy nó sẽ đỡ cái tình trạng bị trùng lặp hơn mọi người nha. Đây có một vài video thì nó hoàn toàn không có tiếng Trung luôn á, cái này thì mình chỉnh sửa khá là đơn giản, nói chung là khá là khỏe luôn mọi người nha. Đó, cũng có khá là nhiều video nó không có để tiếng Trung ở trong cái đoạn video á. Rồi đó có khá là nhiều nha mọi người nha, nói chung là cũng tùy sản phẩm rồi. Ở trên đây nó có một cái tính năng là tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh đó nè, thì bạn muốn tìm thêm những cái hình ảnh á thì bạn bấm vô cái biểu tượng này rồi mọi người tải lên cái hình ảnh là nó sẽ có những thêm những cái hình ảnh để cho mọi người lựa chọn nha. Kiểu như những cái sản phẩm nào mà nó không có video thì mọi người sử dụng đến cái hình ảnh và mọi người sẽ lấy hình ảnh mọi người ghép lại thành đoạn video cũng được. Rồi bây giờ mình đã có sản phẩm là có video rồi và có hình ảnh rồi, thì bây giờ mình sử dụng đến công cụ cuối cùng đó chính là cắt cúc để mình chỉnh sửa thành một cái đoạn video hoàn chỉnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ tải những cái đoạn video lên trên cắt cúc và sau đó mình sẽ cắt ghép mình chỉnh sửa lại thành một cái đoạn video hoàn chỉnh. Thì khi mà mình tải ở trên cái Shein á thì cái đoạn đầu nó có cái tiếng Trung ở phía dưới nè, thì bây giờ mình chỉ cần là thường thì mình sẽ kéo cho nó to ra ha, mình bấm vô đoạn video đó rồi mình sẽ kéo cho to để nó cắt cái phần đó đi, như vậy là được nha mọi người nhé. Tương tự như vậy bạn cứ làm hết đoạn video, và cái đoạn nào mà nó có cái chữ Trung Quốc á thì mọi người có thể là cắt bỏ cũng được, hay là mọi người muốn đè lên cũng được, tùy ý mọi người nha. Đây ví dụ những cái đoạn này thì mình sẽ cắt bỏ nó đi. Rồi thì mình đã lấy ba cái đoạn video và mình đã cắt ghép và lại thành một cái đoạn video hoàn chỉnh, thì nó cũng tầm khoảng là 24 giây thôi mọi người nha. Đó mình làm thường thường ngắn như vậy thôi. Rồi đó thì cái này mình đã cũng cắt bỏ những cái đoạn mà nó có tiếng Trung đi hết rồi. Ok. Bây giờ tiếp theo nữa thì mình sẽ thêm những cái hiệu ứng cũng như là những cái đoạn chuyển cảnh á. Ví dụ như là giữa hai cái đoạn video mà mình cắt tới nhau đó, nó có một cái dấu gạch xuống như này nè, mọi người là bấm vô rồi mọi người sẽ thêm cái chuyển động lên cho nó kiểu như cho nó nổi bật tí mọi người nha. Đây ví dụ như là như thế này mình sẽ chọn vô đó. Rồi tương tự như vậy các bạn có thể là làm hết đoạn video mọi người cũng được. Rồi bây giờ thì mọi người là chỉnh sửa thêm, nói chung là cái này là tùy theo ý mỗi người đó, chúng ta sẽ có một cái cách edit khác nhau. Ví dụ như là mình sẽ thêm cái đoạn chữ ở đoạn đầu đi ha, thêm cái đoạn văn bản vô, mình sẽ bấm vô cái chữ là văn bản rồi mình thêm chữ vô ha. Rồi đó mình ghi xong thì mình sẽ chuyển qua bên cái phần phong cách nè. Đó thì nó sẽ có khá là nhiều cái kiểu á, thì tùy mọi người chỉnh sửa làm sao mà cho nó thấy nó phù hợp là được nha. Đây ví dụ như mình sẽ chọn vô cái chữ như này, đây có khá là nhiều kiểu để cho chúng ta lựa chọn ha. Rồi đó thì mình có thể là viết thêm nữa tầm khoảng là một hai dòng gì đó, thì nói chung là mô tả làm sao cho liên quan đến cái sản phẩm mình là được nha. Rồi thì mình sẽ thường để đầu video tầm khoảng là mấy giây đầu như vậy là được rồi ha. Thì bây giờ các bạn vẫn có thể là chuyển cái đoạn văn bản mà mình có sẵn qua bên cái giọng đọc cũng được. Ở đây mình ví dụ mình sẽ làm luôn, thì bây giờ mình sẽ chọn vô cái đoạn văn bản đó nè, thì phía dưới nó có cái phần là đọc văn bản nè, mọi người nhấp vô cái mục đó ha. Thì ở đây nó sẽ có
Tiếng Anh, tiếng Việt, mình chọn qua bên tiếng Việt. Thì bên tiếng Việt á, chúng ta sẽ có là hai cái giọng nam và giọng nữ nè, mình sẽ chọn thử giọng nữ để cho mọi người nghe nha. Đèn pha lê mẫu mới. Rồi đó, à, bây giờ tới giọng nam nè ha. Đèn pha lê mẫu mới. Đó thì bây giờ mình sẽ chọn cái Đèn giọng pha nữ lê. đi. Rồi đó, tương tự như vậy thì các bạn có thể là lựa chọn nó đọc hết những cái đoạn văn bản mà mọi người có ở trên cái đoạn video mọi người cũng được. Rồi ha, đây để mình sẽ cho mọi người nghe thử Đèn nha. pha lê mẫu mới, vừa làm đèn ngủ, vừa deco phòng siêu đẹp. Rồi tập khoảng là mấy giây đầu thôi ha. Còn cái đoạn sau thì khi mà mình đăng lên thì mình sẽ ghép nhạc vào trong cái đoạn sau. Đó, khi mà mình đăng lên mình tìm những cái nhạc trend ở trên TikTok là mình ghép nó vào. Đó. Như vậy là xong thì mình sẽ xức cái đoạn video ra và sau đó mình tiến hành mình đăng lên TikTok và bạn gắn liên kết sản phẩm vô. Ok, như vậy là xong mọi người nhé. Thì như vậy mình đã chia sẻ cho mọi người xong ba công cụ để giúp cho các bạn hay là tạo được một đoạn video bán content và các bạn có thể là gắn liên kết sản phẩm các bạn đăng lên trên nền tảng TikTok và các bạn làm cái hệ liên kết kiếm tiền ở trên nền tảng đó mọi người nhé. Tuy nhiên đối với những bạn là người mới thì nó sẽ hơi khó khăn một tí. Thì các bạn phải cần chịu khó, bạn kiên trì, bạn bỏ thời gian để các bạn tìm hiểu thêm nha mọi người nha. Quan trọng nhất là cái phần kỹ năng các bạn edit chỉnh sửa trên cái app cốc. Chúc tất cả mọi người sớm có những đơn hàng đầu tiên ở trên nền tảng TikTok Shop và video của mình đến đây kết thúc và các bạn đừng quên hãy ủng hộ mình một like video này cũng như là một đăng ký kênh nhé. Hẹn mọi người ở những video sau. Chào cả mọi người.